Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020. Như vậy là đã có cuộc tranh luận ở Cincinnati, Ohio giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên cựu phó Tổng thống Joe Biden. Xin quý vị nghe theo dõi nhạc hiệu 30 giây xong rồi, tôi sẽ bình luận nha. Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy em bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu. Và như vậy thưa quý vị, The Patriots có loan tin hôm qua là ông Joe Biden rút lui đó, mà bình luận gia Don Doherty có bình luận đó, tôi cũng đã nói trong clip 429 xin lỗi. Thì chuyện đó nó chỉ là hậu trường thôi. Và rồi trong clip 431 là sáng nay tôi có nói rằng là chứ là họ vận động ráo riết để làm sao có cái cuộc tranh luận phải được diễn ra. Và tới chiều nữa thì cũng rất là hồi hộp thưa quý vị. Nói vậy chứ mà hồi hộp lắm. Ngay cả cái việc mà chỉ là bắt đầu cái buổi tranh luận đó, hơi trễ chút xíu thôi không bao nhiêu hết đó. Mà nhiều người hồi hộp, sợ rằng là không có diễn ra. Nhưng như vậy đã diễn ra và diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi chúc mừng cho hai ứng cử viên luôn. Một cách tốt đẹp. Tức là đằng trước mặt đó, là có cái cuộc tranh luận. Nhưng mà có cái cuộc tranh luận đó nó có những cái đợt sóng ngầm mà không muốn có tranh luận sao thưa quý vị. Rất là căng, ha. Tôi cũng đã kể cho quý vị nghe rồi. Và sau cuộc tranh luận đó, thì cũng có một số người họ cũng nói ngay. Họ bảo là chứ đã thế rồi đó, cái kiểu này đó. Thì if I were him, tức là nếu tôi là ông là ông ấy, là ông Joe Biden đó, I would not debate a second time. I would not. Tôi không có debate lần nữa. If I were him, I would not debate the second time. Có nhiều người họ nói như vậy. Nhưng mà bây giờ đó là có cuộc tranh luận lần thứ hai nữa hay không thì chúng ta cũng phải xem diễn ra trong tuần tới như thế nào nha. Bây giờ tôi vô trong cái bình luận của tôi như thế nào. Bây giờ cái điểm chính á, tôi cũng xin nói với tất cả những người mà hâm mộ Tổng thống Trump á, nó không đạt giống như quý vị nghĩ, nó cũng không có đạt được giống như tôi nghĩ đâu. Tổng thống Trump không có được nhiều điểm như tôi nghĩ lúc đầu. Trước khi có tranh luận, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đè bẹp ông Joe Biden một cách dễ dàng. Nhưng trong cuộc tranh luận không phải vậy, mà có lẽ Tổng thống Trump, cái sự nóng tính của Tổng Trump đó, nóng tính không nói được hết ý, thì Tổng thống Trump mất điểm chứ không phải được điểm giống như người ta nghĩ. Có những cái được điểm và có những cái mất điểm, tôi sẽ nói cái nào được điểm và cái nào sẽ mất điểm. Vâng. Nhưng mà tôi cũng nói rằng là cho tôi là trước đây, trước cái ngày mà tranh luận á, tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ đè bẹp được ông Joe Biden một cách dễ dàng. Nhưng mà không phải vậy. Bây giờ đầu tiên đó thưa quý vị, là bây giờ mình nói những cái điểm chính á, tức là những cái điểm mà mình quan trọng về cái vấn đề hình thức cái đã nha. Sau đó mới đi vô nội dung. Cái hình thức á thì ai mà điều khiển thì là cái người đó phải nói là cứng cựa lắm. Thì ông Chris Wallace là bình luận gia của đài Fox, ông rất cứng cựa. Ông cứng cựa và ông cũng có những cái chuyện mà gọi là ông cũng bày tỏ cái quan điểm mà khi thấy hai người tranh luận đó, không giữ được cái quy định của
tranh luận đó, thì ông nói thẳng luôn. Ông cũng nói thẳng rất là nhiều. Nói thẳng những cái lời nặng nề nữa cơ chứ không phải không. Nói những cái lời nặng nề cả với Tổng thống, cả với ông ứng cử viên cựu phó Tổng thống. Nên cái việc đầu tiên á, là cái người điều hợp chương trình tôi cho rằng là rất hay, là ông Chris Wallace. Đây á, là một buổi tranh luận đầu tiên. Thì mỗi một người có cái cách của họ. Ông ứng cử viên phó tổng thống Joe Biden, và nếu mà ra mà quý vị thấy là phu nhân của ông ra đó, thì họ rất là ngăn nắp. Và bà Jill Biden đó thì còn mang khẩu trang nữa. Nên tôi cũng xin thưa với quý vị, đó cũng là một cái hình thức là ông Joe Biden đó, về hình thức thôi nhé, về hình thức. Tôi cũng chưa có bình luận thêm một cái vấn đề nội dung như thế nào, nhưng mà về hình thức thì trong dịch Covid-19 người ta nhìn vào thì người ta thấy ông Joe Biden tốt điểm hơn, tốt hơn. Đó là về hình thức. Ở trong phòng tham dự đó thì nó có khoảng chừng 60 cho đến 70 người, là gồm cũng luôn cả phe Cộng hòa và phe Dân chủ, những người ủng hộ Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông Joe Biden. Nhưng họ được theo cái quy định là không có lên tiếng, phải không? Và họ ngồi cách xa nhau cũng theo đúng quy định là khoảng chừng 6 feet mỗi một cách xa như vậy. Thì đó là cái điểm mà tôi ghi nhận để cũng tường trình với quý vị, là điểm thứ hai đó là họ cũng vẫn theo đúng cái quy định của Covid-19 là giãn cách xã hội, thưa quý vị. Nhưng điểm thứ ba tôi nhận định đó là khi bước vô trong tranh luận rồi đó, hai ông cụ này, một ông cụ như cụ Tổng thống Trump là đã 74 tuổi, còn ông cụ Joe Biden là 78 tuổi. Nhưng hai ông cũng rất là nóng, coi như không có một cái phút nào mà không có lời qua tiếng lại, nhảy vào mồm nhau. Cả hai ông đều nhảy vào mồm nhau. Cái người nhảy vào mồm nhiều nhất là Tổng thống Trump, chứ không phải là ông Joe Biden. Nhưng mà ông Joe Biden cũng có nhảy vào mồm. Điều đó đó làm cho những người ở dưới người ta đánh giá là Tổng thống mà với ông cựu phó Tổng thống như con nít. Không? Cái nhận xét của tôi là cái điểm thứ ba là về hình thức đó, là có nhảy vào mồm nhau. Có nhảy vào mồm nhau nên nó không có hay. Và vì chính vì cái nhảy vào mồm nhau đó là nên là cần có một người điều hợp viên cứng cáp như ông Chris Wallace. Ông cũng có nhiều lúc ông cũng phải khẳng định là hai ông đó là hãy từ từ, không? Nhưng mà cũng có cái lời mà cũng hơi nặng từ ông cựu phó tổng thống Joe Biden nói với tổng thống Trump, đó là "You shut up man", tức là câm mồm đi ông. Thì cái đó nó cũng không hay. Mình là nói gì đi nữa đó là ứng cử viên là đối lập đó, cũng là đang đương nhiệm tổng thống. Mình nói câu nói đó là mình không có tôn trọng cái vị trí mà mình đang nhắm tới. Cái vị trí đó là dầu mình có gì đi nữa, mình tức, mình giận đi nữa, cái vị trí đó là mình phải ăn nói nhỏ nhẹ, đàng hoàng. Chứ không thể nào mà gọi là tổng thống mà bảo là "You shut up man", đó là không được. Cho nên cái hình thức mà về vấn đề mà tranh luận đó, nó không có được đẹp. Ông tổng thống đương nhiệm mà bị một ông ứng cử viên đối lập gọi là "You shut up man", xong rồi ông nói tiếp là "You are the worst president America has ever had. You are the worst president America has ever had." Ông là tổng thống tệ nhất của nước Mỹ từ xưa tới giờ. Nhưng mà ông vừa nói xong đó thì ông tổng thống Trump ông cũng phản ứng lại liền. Chưa ấy ông nhảy với mồm nhau. Đây tôi đang nói về hình thức thôi, thưa quý vị. Ông đang nói về hình thức thôi. Nhảy với mồm nhau thì ông tổng thống Trump nói với ông Joe Biden đó là "China, China, eat your lunch." Trung Quốc ăn cái món ăn trưa của ông rồi, cái bữa trưa của ông rồi. Thì đó là những cái việc mà cái hình thức, tôi thấy rằng là nhảy vô mồm nhau, nó
nó không có hay là những vị tranh cử chức, cái chức mà gọi là quan trọng nhất của thế giới bây giờ. Thì quý vị hỏi tại sao nó là quan trọng, là tại vì dầu muốn hay không muốn, nước Mỹ là quốc gia mạnh nhất thế giới bây giờ, là đầu tàu của thế giới. Nên cuộc tranh luận này nó có ảnh hưởng, rất có ảnh hưởng. Theo như tờ Reuters có ra ngày hôm nay đó, lúc mà ban chiều đó, thì nói rằng là đồng tiền của Euro, vì cái cuộc tranh luận này nó khá bấp bênh, không ai tin được trong cái giới đầu tư, cho nên đồng tiền Euro đã xấu, cái stock của Euro đó đã mất và mất điểm. Và luôn cả Wall Street, tức là stock của Mỹ á, thì cũng rớt điểm khá nặng. Đồng đô la đó thì nó không có lên được giá, vân vân và vân vân. Nên họ đánh giá rằng là cái thị trường chứng khoán á, nó trong ngày thứ ba đó, người ta sợ nó bấp bênh, không dám đầu tư, rút tiền, rút mua cái cổ phần. Bởi vì nó có ảnh hưởng trên cả thế giới. Nếu một ông Joe Biden mà thắng thì người ta đánh giá là nước Mỹ sẽ có nhiều stimulus check hơn. Là vì phía của truyền thông cánh tả, truyền thông chính họ yểm trợ mạnh, thì cái thế cờ nó sẽ được là tiền bạc mà chi ra nhiều đó, thì người ta nghĩ rằng là sẽ có nhiều stimulus check. Mà nếu nhiều stimulus check mà đưa ra ngoài thị trường thì tức là đồng tiền nó bị mất giá. Mà đồng tiền nó bị mất giá thì giá vàng nó sẽ lên lại. Đó là người ta đánh giá những kiểu như vậy hết, thưa quý vị. Nên ngày hôm nay đó là tất cả mọi nơi đều theo dõi cái cuộc tranh luận giữa Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden là vì lý do đó. Thế bây giờ đó là những cái hình thức xong rồi. Bây giờ tôi nói đến cái vấn đề nội dung đó. Thì nội dung bây giờ đó là có những người họ đánh giá, thì theo CNN họ nói như vậy nè, là người họ lấy cái ý kiến á, cái poll nói rằng là những người mà ủng hộ ông Joe Biden là 6, còn ủng hộ ông Tổng thống Trump chỉ có 4 thôi. Tức là họ cho rằng cái thắng thua đó, họ cho rằng 4 là cho Tổng thống Trump thắng, 6 thì cho ông Joe Biden thắng. Nếu mà nói cái poll của CNN đó, thưa quý vị, tôi không tin. CNN là cái cơ quan chống đối và lúc nào cũng xuyên tạc về Tổng thống Trump. Nên chuyện mà gọi là lấy cái poll đó thì họ gọi những cái người ủng hộ của phe của ông Joe Biden nhiều hơn, thì cái chuyện gọi là cái poll đó 6-4 thì tôi không nghĩ như vậy. Tôi cũng nói trước là tôi không nghĩ như vậy. Đó là cái poll của CNN. Còn bình luận từ Washington Post là đương nhiên trước đây đã endorse ông Joe Biden rồi. Nên bình luận của họ đó là rất có lợi cho ông Joe Biden, thiên nghiêng hẳn về phía ông Joe Biden. Bình luận mà có lẽ là sỉ vả nặng nề nhất đối với Tổng thống Trump là bình luận của, theo tôi đó, tôi nghĩ đó là bình luận của The New York Post. New York Post là tôi thấy rằng là tệ lắm. Họ dùng những cái từ ngữ rất tệ với Tổng thống Trump. Bây giờ tôi nói sơ về cái bình luận của The New York Post. Thì họ nói rằng là Tổng thống Trump ngay từ lúc đầu là đã áp đảo ông Joe Biden. Thí dụ vậy, nhưng mà họ nói đây là áp đảo trong cái tính cách là bully, tức là hâm dọa người khác. Chứ không có tôn trọng các luật chơi. Ngay trong phòng đó thì thấy rằng là mọi người đều rất là ngạc nhiên, là vì ông Tổng thống Trump, ông dùng những cái ngôn từ mà họ cho rằng là chợ búa. Đó là bình luận của New York Post, đương nhiên là hạ bệ uy tín Tổng thống Trump. Nói rằng là Tổng thống Trump là lúc nào cũng nhảy vào mồm ông Joe Biden. Thực sự cả ông Joe Biden cũng nhảy vào mồm Tổng thống Trump vậy thôi. Cũng không khác gì hết. Phe nào thì nói theo cái ý đó. Đó là cái việc mà tôi thấy rằng là The New York Post là đi sâu vào và
có lẽ là chê bai Tổng thống Trump nặng nhất. Còn riêng cái tờ mà tôi nghĩ rằng là trước đây là đã từng ủng hộ Tổng thống Trump cho cái cuộc tranh cử năm 2016. Nhưng sau đó thì Tổng thống Trump đã có một lần xung đột và tờ Newsweek, thưa quý vị, không còn ủng hộ Tổng thống Trump nữa. Thì tôi muốn xem thử họ bình luận như thế nào. Thì tôi thấy họ bình luận, người thì bình luận tốt cho Tổng thống Trump, người thì bình luận rất xấu cho Tổng thống Trump. Tức là họ bình luận như vậy để cái thế, thì cái thế nó không có bị nghiêng ngả quá. Nhưng mà nếu mà nói rằng có nghiêng ngả hay không thì Newsweek rõ ràng là ủng hộ ông Joe Biden chống Tổng thống Trump kỳ này. Đó là tôi sẽ nhận định như vậy, là Newsweek là nghiêng về phía của ông Joe Biden chống Tổng thống Trump. Thế thì bây giờ là mình đi sâu vào nội dung chút xíu. Mở đầu là ông Chris Wallace, ông gài độ liền. Ông nói rằng là cái chuyện mấy ông mà khi mà làm cái chương trình này đó, mà tranh luận là mấy ông phải giữ tuân thủ cái này nọ đủ thứ hết, có gì cái chuyện tuân giữ hay không, thì cả hai ông á đều tuân giữ. Nhưng mà ý quan trọng hơn nữa đó là tổng thống, là ông Chris Wallace ông nói rằng là những người mà ủng hộ ông không được tuyên bố thắng thua ngay trong cái phòng này. Không có, ở đây chỗ này không phải là chỗ để thắng thua, chỗ này để chia sẻ quan điểm và trình bày quan điểm của quý vị. Cho nên ý ông nói cho những người đằng sau, ngồi đằng sau mấy chục người đó đó, là không có được là ồn ào. Thì cả hai ứng cử viên đều đồng ý là không có cái chuyện mà gọi là tuyên bố thắng thua, không có ai được tuyên bố hết, để cho người khác đánh giá. Thế là đó là mở đầu, là ông Chris Wallace ông đã nói như vậy rồi. Ở trong cái phần đó thì thưa quý vị, là có một cái lần mà tôi nghe cuối cùng mà thôi, tôi nghe cái lần cuối là có ra, thì có một cái người cũng khá to tiếng nói là chơi là ủng hộ Tổng thống Trump không. Nhưng mà cái đó là không đúng với cái quy định của ông Chris Wallace ông đưa ra. Đó là cái phần đầu tiên, là mở ra cái nội dung là như vậy. Bước vô trong cái nội dung đầu tiên á, là nói về vấn đề nữ thẩm phán Amy Coney Barrett được đề cử. Thì tôi thấy rằng là cái chuyện mà ông Tổng thống Trump ông có cái quyền, ông nói là trên là cái quyền ông đã thắng cử rồi. Mà cuộc thắng cử nào nó cũng có cái, cũng có cái kết quả của nó, ông dùng cái danh từ là consequences, có cái hệ quả của nó. Nên ông thắng cử rồi thì bây giờ ông có quyền đề cử. Ông đề cử thì cái theo luật đó thì Thượng viện biểu quyết. Thì ông nói là chứ là phải chấp nhận đi. Nhưng mà ông Joe Biden trả lời cũng hay lắm thưa quý vị. Ông nói là chứ biết là như vậy đi, nhưng mà nó là hãy để cho người Mỹ có cái tiếng nói, hãy đợi qua cái cuộc bầu cử này đi. Nhưng mà cái đó thì ông nói vậy thôi, chứ làm gì mà có cái vụ mà gọi là đợi có cuộc bầu cử. Đó là cái việc mà cái đề tài đầu tiên được đưa ra, đó là cái đề tài này đó thì mỗi một người họ nói theo quan điểm của đảng của họ. Tổng thống Trump trả lời như vậy là Tổng thống Trump được điểm với các đảng viên Cộng hòa. Ông Joe Biden ông trả lời như vậy thì ông được điểm với các đảng viên Dân chủ. Đó là cái nội dung thứ nhất. Rồi sau đó đó, cái vấn đề mà Tổng thống Trump nói về cái khuynh tả, cánh tả, và lúc nào cũng nói rằng là ông Joe Biden là một cái thuyền xã hội, ở trong đó nó chuyên chở những cái vấn đề chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, vân vân vân. Hoặc là trong cơ thể của ông Joe Biden đó là những cái chuyện gọi là cái đầu óc suy nghĩ bệnh hoạn theo phía cánh tả. Ông dùng cái danh từ tiếng Anh đó là socialist vessel đó thưa quý vị, tức là cái thuyền xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà cái cách nói của Tổng thống Trump nó không thuyết phục được người nghe, nhất là phe bên cánh tả. Vì chuyện mà nói và cái để chữ chụp mũ cộng sản cho ông Biden nó không có được rõ, nó không có đủ bằng chứng.
Nên cái việc mà gọi là chụp mũ đó đối với tôi đó thì là Tổng thống Trump mất điểm. Tại vì Tổng thống Trump khi nói là phải nói thêm mà tôi không phải nói là cho Tổng thống Trump không có lý, có cái lý của Tổng thống Trump, nhưng mà vì cái thời gian nó quá ít mà mang cái đề tài này ra nó để mà xoáy vô mà coi như mà nói cái chữ là chụp mũ lên trên ông Joe Biden nó không thành công. Không thành công chứ không phải là ông không biết, ông không thành công. Không thành công trong cái vấn đề mà ấn cái mũ là socialist vessel lên trên đầu ông Joe Biden. Thực sự những người mà của Đảng Cộng hòa, nhất là những cái giới người Việt Nam á, thì nạn ở nước Mỹ đó, ở bên Mỹ á, thì họ nghĩ rằng ông Joe Biden là loại người đó, nên họ thích lắm. Họ nghe cái về cái là họ tưởng là họ thắng nhưng không phải. Khi mình đánh giá đó thì mình phải đánh giá bình tĩnh một cách khách quan là những người không phải trong phe mình họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Thì những người trong phe không phải trong phe mình á, như tôi là ở trong phe ủng hộ Cộng hòa nhưng mà tôi nói là tôi đứng ra ngoài đó, thì tôi nói rằng là như vậy đó, cái sự chụp mũ đó nó không thành công. Và đối với tôi là như vậy. Nói đến cái vấn đề mà an ninh xã hội đó, civil unrest đó, thì phải nói rằng là Tổng thống Trump trả lời có lẽ cứng hơn. Nhất là ông đã nói lên được những cái chuyện mà gọi là đưa các cái đội quân vệ binh quốc gia để mà dẹp loạn ở những cái nơi kia. Và ông Joe Biden thì ông nói là ông ủng hộ cho cái vấn đề ổn định chính trị, nhưng mà ông không có mạnh trong cái vấn đề này. Ông không có chứng minh được cái gì hết. Ông không có là gọi là yêu cầu các thị trưởng hay là ông lên án cái đám mà biểu tình bạo loạn, mà ông cứ nói đó là ông cũng vẫn cứ nói đó là cuộc biểu tình ôn hòa. Thì đối với người Việt Nam thì ông Joe Biden mất điểm vô cùng. Cuộc bạo động, cuộc biểu tình bạo loạn vừa rồi á, là thiệt hại biết bao nhiêu mà kể cho đất nước Mỹ. Nên câu trả lời của Tổng thống Trump đối với tôi là được điểm hơn ông Joe Biden, được điểm hơn nhiều. Cho cái câu trả lời này đó, thì tôi cho rằng Tổng thống Trump nói 7, coi như nếu mà được điểm thì Tổng thống Trump tới được 8 điểm, 9 điểm, ông Joe Biden mới được có 1, 2 điểm. Cái này là cái thắng áp đảo của Tổng thống Trump. Đối với tôi nghĩ như vậy. Về vấn đề mưu sinh thì ông Joe Biden ông có nói là nếu mà ông mà thắng cử thì ông sẽ ngay lập tức quay trở lại để mà ông gia nhập vô cái Paris Accord, cái thỏa ước Paris ấy. Thì Tổng thống Trump ông cũng lên án cái việc mà gọi là cái việc mà thỏa ước Paris. Ông nói rằng là hồi kỳ ông Joe Biden còn làm nghị sĩ đó, hay là lúc mà ông làm phó tổng thống, ông đâu có làm được cái gì đâu. Ông để cho cứ như vậy mà người ta tỉnh khô, người ta ông không có đặt những cái điều kiện. Và quý vị biết rằng trong cái Paris Accord đó mà Tổng thống Trump chú ý nhất, cũng như là những người như quý vị và tôi chú ý, đó là để cho Trung Quốc có quyền gọi là vì để bắt kịp lại sự phát triển của thế giới. Trung Quốc trước đây bị thiệt thòi, ý nói là như vậy, cho nên Trung Quốc có quyền xả láng trong cái vấn đề mà sử dụng các cái chất thải, không? Cho ra chất thải lên trên bầu khí quyển, xả láng từ đây tới năm 2030. Mà ngược lại thì nước Mỹ lại không được xả láng, mà nước Mỹ lại còn phải tài trợ trả cho cái ủy ban để mà gọi là giúp cho Trung Quốc được xả láng. Nó mới đau nên Tổng thống Trump rút. Điều đó là cái điều quan tâm nhất. Tức là nước Mỹ, là Tổng thống Trump cho rằng nó rất là bất công cho nước Mỹ. Trong khi những quốc gia như là Trung Quốc và Ấn Độ, Ấn Độ cũng là một quốc gia xả cái chất thải carbon đó, lên trên bầu khí quyển khá cao, nhưng mà cái thời hạn á, thì cho họ rất là nhiều để mà họ nói là dùng cái danh từ là bắt kịp lại những quốc gia như nước Mỹ trước đây đã phát triển, cho nên là đã lấy đi hết những cái ưu tiên của thế giới bây giờ, cho nên để cho những quốc gia khác được phát triển kiểu đó, nên họ có quyền xả láng.
cho đến năm 2030. Cái mức độ của khí thải carbon đó, nó phải từ xuống thì như vậy, thì nước Mỹ không chịu. Nhưng mà ông Joe Biden đó, thì ông nói là nếu ông tham gia, ông đắc cử thì ông sẽ tham gia lại. Cái này đó thì ông Joe Biden nói đó, thì những người mà nghe ở bên phía Liên Âu, ở những quốc gia khác họ rất thích. Họ cho rằng là ông Joe Biden như vậy là người tốt. Và những cái thành phần nó gọi là thành phần cánh tả thích về vấn đề mà không có biên giới, thích toàn cầu hóa, thì họ ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng nếu mà đứng về cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa đó, mà những người của Đảng Cộng Hòa không thôi đó, và là những người của nước Mỹ đó, thì họ thích cái quan điểm của Tổng thống Trump. Đó là mình phải bảo vệ nước Mỹ chứ, để cho những cái nước khác chơi xả láng vậy là không có được. Thì tôi cũng phân tích là những cái góc cạnh của những cái nước khác về vấn đề cái câu trả lời của ông Joe Biden thì họ thích. Còn nếu mà là người Mỹ thì thích cái câu trả lời của Tổng thống Trump. Tôi thích câu trả lời của Tổng thống Trump. Nói như vậy. Thì đương nhiên về vấn đề môi sinh nó có những cái vấn đề tế nhị khác nó nhiều, tại vì thời gian ít mà lại phải đề cập rất là nhiều, thí dụ như cháy rừng. Thì ông Joe Biden là nói rằng là vì lý do này nọ đó, hay nhất là vấn đề mà về cái bầu khí quyển đó, cho nên là mới gây ra cái vấn đề mà thay đổi khí hậu rồi cháy rừng. Tổng thống Trump cũng nói là có ghi nhận cái sự thay đổi. Nhưng mà chưa chắc đã là hết tất cả là do con người làm. Nhưng Tổng thống Trump nói là ông cũng muốn có cái nước sạch vậy. Thì bên phía của Đảng Dân Chủ đó, mà những bình luận gia của Đảng Dân Chủ đó, họ nhìn Tổng thống Trump với một cặp mắt rất là quái lạ. Vì họ cho rằng là làm gì có cái vụ mà ông Tổng thống Trump là muốn cho cái vấn đề mà làm sạch cái môi sinh đâu. Họ nói rằng là Tổng thống Trump á, là cắt cử một cái người thì Bộ trưởng Bộ EPA của Mỹ đó, thưa quý vị. Bộ trưởng Bộ EPA của Mỹ. Thì Bộ trưởng EPA của Mỹ là người họ nói rằng là quay trở lại cái thời kỳ mà sử dụng những cái đồ, nó có nghĩa là nó thải quá nhiều cái chất carbon dioxide lên trên bầu trời. Thì họ không có tin. Nhưng mà cái chuyện mà tin hay không tin nó không quan trọng. Cái thời gian á, trên đó nó chỉ có một cái là thời gian rất ít để cho mỗi người nói lên cái vị trí và lập trường quan điểm chính trị của mình. Có vậy thôi. Thì mỗi một bên như ông Joe Biden thì ông ngã về cái phía mà gọi là cái The Paris Accord. Còn Tổng thống Trump thì không có ủng hộ cho đến khi nào mà các bên, ông nói rằng là chứ các bên á, là phải thỏa thuận là cắt là cắt chung hết, đều hết, chứ không có chuyện mà gọi là cho nước Mỹ quá thiệt thòi mà rồi các quốc gia khác lại còn quá là rộng rãi như vậy. Đó là về môi sinh. Về vấn đề, tôi thấy có vấn đề này cũng hay là Tổng thống Trump cũng nói lên cái việc mà tham nhũng của gia đình ông Joe Biden, và ông nói luôn cả vấn đề của anh con trai là ông Hunter Biden. Thì anh nói rằng là ông Hunter Biden là bị sa thải bởi quân đội vì ông ấy là nghiện thuốc viện vân vân và vân vân, và có vấn đề mà tham nhũng 3,5 triệu gì ở bên Ukraine, Moscow và Trung Quốc. Ông nêu ra cái đó. Thì ông Joe Biden ông cũng hơi lúng túng, ông trả lời ông bảo là con của ông bây giờ đã phục hồi, đúng không, trong cái vấn đề mà cai thuốc phiện. Còn ông Joe Biden không có nói trả lời gì về vấn đề mà tham nhũng hết. Thì phóng bình luận gia Chris Wallace đã đổi đề tài rồi, đúng không, đổi đề tài. Nhưng mà cái đề đó nó chỉ là, theo tôi đó, nó không phải là đề tài chính bây giờ. Đề tài đó sẽ được đưa vào
cho những cái lần tranh cử tới. Đó chỉ là một cái nhắc sơ thôi, để gọi là treo đó để mà những người theo dõi câu chuyện biết. Nhưng mà ngược lại đó, thì Tổng thống Trump có lúng túng khi mà ông Chris Wallace, ông nói rằng Tổng thống Trump giờ phút này đi, ông đã từng gọi cái nhóm mà gọi là biểu tình bạo loạn, những cái nhóm mà Antifa đó, là ông cho rằng đó là domestic terrorist, tức là khủng bố nội địa. Bây giờ tôi hỏi ông là ông có dám khẳng định là ông cũng đưa luôn những cái nhóm mà gọi là white supremacist, tức là những cái nhóm mà da trắng cực hữu đi vào trong cái danh sách khủng bố nội địa không? Những cái nhóm mà da trắng cực hữu đó, thưa quý vị, đó là những cái nhóm như tổ chức KKK, 3K đó. Tổng thống Trump, ông không có trả lời trực tiếp, ông nói vòng vòng thôi. Cái vòng vòng đó là sẽ bị khai thác bởi cánh hữu, ở xin lỗi, cánh tả. Tại vì những người da trắng mà cực hữu mà thuộc loại KKK là gì đó, họ vẫn đang yểm trợ Tổng thống Trump. Nếu mà Tổng thống Trump mà nói là liệt kê họ vô trong cái nhóm khủng bố nội địa đó, thì cái nhóm này đó, họ sẽ bất mãn và họ sẽ vận động, thì tự nhiên là mất phiếu rất là nhiều. Nên Tổng thống Trump không có nói rõ, ông nói là ông chỉ muốn là ông chống cái vấn đề khủng bố nội địa. Nhưng mà ông bảo là ông chưa có làm thế nào để biết rằng là những cái nhóm đó là cái nhóm nào, phải nên đặt tên ra, ông nói rất rõ là tôi sẽ xét không. Thì ông cũng là một cái kiểu cái thủ thuật trả lời trước công chúng. Nhưng mà quả thật ông Chris Wallace này, ông đưa ra những câu hỏi rất hóc búa. Dầu rằng là ông là trên đài Fox, là đài cánh hữu, nhưng mà xoáy thẳng vô cái đề tài đó, là đề tài mà bên đảng Dân Chủ thích. Đảng Dân Chủ thích. Thì đó là cái sự lúng củng của Tổng thống Trump trong cái vấn đề trả lời. Còn cái mất điểm nhiều hơn nữa đó là cái vụ mà gọi là mail fraud. Mail fraud đó là ông Chris Wallace, ông nêu lên rằng là nếu mà tháng 11 á, mà bỏ phiếu xong, thì ông có chấp nhận cuộc kết quả bầu cử hay không? Ông Joe Biden thì ông trả lời ngay liền, ông nói rằng là nếu mà đó đã xong á, là có cái ủy ban của bầu cử đã tuyên bố rồi đó, ai thắng á, thì ông chấp nhận. Nếu ông là tổng thống thì ông sẽ chấp nhận làm tổng thống, nếu ông Trump thắng cử thì ông sẽ chúc mừng. Nhưng Tổng thống Trump thì không có xác nhận. Tổng thống Trump nói là vẫn để xem thử rằng là nếu mà tôi thấy có hàng trăm ngàn cái lá phiếu bị ăn gian lận kiểu này kiểu nọ đó, thì tôi phải xét lại. Thì cũng chính ông Chris Wallace cũng có nhắc nhở Tổng thống Trump là ai, cái chuyện mà gọi là gửi thư tới đó thì chưa có bóc ra mà làm sao ông biết được, lúc đó chỉ cái đêm hôm đó mới bóc. Thấy không? Thì làm sao ông biết rằng là cái nào đã bị hư, cái nào không bị ấy. Thì Tổng thống Trump ông có nói rằng là chứ là những cái từ ngữ này là, thưa quý vị, đây là cái điểm mà người ta nói là ông coi thường cái hệ thống bưu chính của nước Mỹ. Và ông nói rằng là chứ đã thấy có những cái cảnh là người ta vứt các cái thùng thư. Cái thư nào mà bỏ phiếu cho ông nó vất đi cái hàng bấy bao nhiêu ngàn lá thư đó. Đó là lời của Tổng thống Trump. Và Tổng thống Trump nói rằng là với những người mà thí dụ như ở trong quân đội đó gửi thư tôi cũng không an tâm. Nhưng mà trong quá khứ bao nhiêu năm, những người đi trong quân đội họ có cái quyền bỏ phiếu đó. Vậy thì cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra đó, làm sao ông biết kỳ này ăn gian? Không? Cái vấn đề mà biết là một chuyện, mà chứng minh là một chuyện nữa. Thì cái chứng minh đó của Tổng thống Trump ở cái lúc tranh luận này nó không có vững mạnh. Nó không vững mạnh thì Tổng thống Trump mất điểm. Còn biết thì có lẽ Tổng thống Trump biết đúng đó. Tổng thống Trump biết đúng là vì sao? Cái cảnh mà gọi là bỏ phiếu bằng thư ăn gian á. Thí dụ thôi. Có một ông cụ người Mỹ trắng thuê cái căn nhà, và ông cụ đó yếu thì người con gái đi vô đó là ở với ông cụ ấy mất rồi. Sau đó ông cụ đó mất.
thì người con gái nó sử dụng tên tuổi của ông cụ để tiếp tục ở tiếp trong căn hộ đó và có thể nhận luôn cả những cái tiền của xã hội gửi về. Và rồi đó, vì là ở đó đó thì người ấy mạo danh cái người ông cụ rất là nhiều. Không? Mạo danh rất là nhiều. Và cũng có thể là cái người con gái ấy là cái thẻ cử tri mà gửi về rồi cũng giống như là cái thẻ, cái lá thư mà để bỏ phiếu bằng thơ đó gửi về. Người con gái ấy chỉ việc ký tên rồi lấy tên của ổng rồi gửi đi, thì như vậy đó là một cái hình thức mà Tổng thống Trump ổng lo là sẽ có cái kiểu bỏ phiếu bằng thơ ăn gian đó. Bỏ phiếu bằng thơ cách ăn gian đó. Cho nên Tổng thống Trump nói là tốt nhất là có mặt tại thùng phiếu để bỏ phiếu. Thì bên đảng Dân Chủ lấy bằng mọi cớ thôi, nói rằng là vì dịch Covid-19 là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là đảng Cộng Hòa bully những người đi bỏ phiếu, làm khó khăn cho họ, họ bỏ phiếu không được. Thì tôi đó, thì tôi xin trả lời với quý vị là Tổng thống Trump biết, nhưng mà Tổng thống Trump không có đủ thời giờ để chứng minh, cho nên nói như vậy đó thì Tổng thống Trump không được điểm với người, những cái khối mà gọi là cái khối trung dung, trung lập. Nên cái câu trả lời này đó thì Tổng thống Trump không được điểm lắm. Là không được điểm lắm cho cái câu trả lời này. Rồi nói đến vấn đề mà quý vị đợi tôi chút xíu. Rồi nói đến vấn đề mà chống dịch Covid-19 thì ông Joe Biden ông là tấn công Tổng thống Trump là người đã để cho dịch Covid-19 làm cho hơn 7 triệu người Mỹ đã bị lây lan và hơn 200.000 người đã bị tử vong. Và ông nói rằng là Tổng thống Trump không tin vào những sự phán quyết của những nhà chuyên môn về khoa học. Thì ngược lại đó thì ông Chris Wallace cũng tấn công, không phải là tấn công nhưng mà trình bày là nếu mà đã như vậy thì tại sao khi mà Tổng thống Trump nói về cái vaccine đó, tức là thuốc chích ngừa đó, sẽ ra nay mai rồi được cái sự ủng hộ của rất là nhiều nhà chuyên gia của nước Mỹ, thế tại sao ông lại không tin? Thế vậy ông nói như vậy là ông mâu thuẫn lời nói. Thì ông Joe Biden đó, trả lời cũng vòng vo, không có cứng. Thì tôi đánh giá là cái điểm này á, Tổng thống Trump ứng xử về vấn đề mà không có tin vào các chuyên gia đó về vấn đề Covid-19 thì Tổng thống Trump mất điểm điểm đó. Nhưng mà Tổng thống Trump được cái điểm là khẳng định được cái vấn đề có vaccine trước ngày bầu cử. Tổng thống Trump nói rất rõ ràng trước ngày bầu cử. Thì những cử tri đó, như tôi đó, thì đánh giá rằng là Tổng thống Trump mất điểm về vấn đề điều hành, nhưng mà khẳng định được cái vị trí, cho nên cũng được 5 điểm. Còn ông Joe Biden đó, mà ông nói kiểu là chỉ tấn công thôi đó. Tấn công mà thực sự nói thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Còn cái việc mà ông flip-flop về trong cái vấn đề mà trả lời cho cái câu hỏi là có vaccine đó, thì ông không có thành công. Nên tôi cũng cho rằng ông cũng chỉ gọi là dầu có tấn công đi nữa thì 5 điểm. Cho nên cả hai cái câu hỏi này đối với tôi về dịch Covid-19 đó, tưởng rằng ông Joe Biden đó là ở trên cao cơ hơn. Nhưng thật ra cuối cùng đó, là tôi đánh giá là câu trả lời là huề. Mỗi bên được 5 trên 5. Mỗi bên được 5 trên 5. Vậy thì tôi đã đi sâu vào nội dung chính, hầu như các cái đề điểm chính rồi. Còn những cái điểm khác là điểm phụ. Thì nếu quý vị hỏi tôi đánh giá như thế nào về tổng quát, bây giờ hồi nãy tôi đã nói từ đầu là cái thủ tục nha, tất cả những cái thủ tục, phải không? Rồi cái phần 2 tôi nói về vấn đề là về nội dung, bây giờ đến cái phần thứ 3. Thì quý vị hỏi tôi đánh giá tổng quát đi. Nếu mà tổng quát, như tôi nói là tôi không cho rằng Tổng thống Trump đã đè bẹp được ông Joe Biden. Không. Tổng thống Trump
cũng để những cái sơ hở lộ những cái ấy á, là không đi đầy đủ được hết. Cho nên á, ông Joe Biden á, trước đây á, người ta coi thường, nghĩ rằng ông ra ông sẽ lắp bắp, ông có lắp bắp đôi chút không bao nhiêu ấy. Như vậy là trước khi mà trả lời ra là ông chắc có lẽ là ông đã phải giữ gìn sức khỏe lắm để ra mà cái trận này, một cái trận gọi là có thể là đời ông tàn hay đời ông huy hoàng. Thì tàn thì kỳ này là chắc chắn là không rồi, thấy không? Tôi đánh giá là chắc chắn là không rồi. Huy hoàng hay không thì sẽ những ngày tháng tới thôi. Vậy thì cái đợt này đó, nếu mà tính ra như vậy, điểm mà để cho gọi là có lợi hay hại thôi, chứ tôi không nói thắng hay thua, lợi hay hại. Tôi xin lỗi những ai yêu mến Tổng thống Trump nha. Theo tôi thôi, lợi cho ông Joe Biden hơn. Vì ông Joe Biden, ông ra, ông chứng tỏ rằng là những cái dư luận về cái việc mà ông bị không có trí nhớ này, sức khỏe yếu này, thì ông có thể ông đánh tan được cái dư luận đó. Điểm thứ hai nữa là cái việc mà nói rằng là chứ ông là con người không có lập trường thì cho thấy rằng là chứ ông ra đó, ông có lập trường rõ ràng. Điểm thứ ba nữa là về vấn đề mà nói rằng là ông sẽ bị khủng hoảng khi nêu ra cái vấn đề gia đình của ông, cái vụ hối lộ này nọ đó, thì ông cũng rất là bình tĩnh. Nên là tôi nghĩ rằng là có những cái khiếm khuyết, hiểu không? Nhưng mà về lợi đó, đánh giá trên tổng quan đó, thì kỳ này cái cuộc tranh cử, tranh luận này á, nó tạo cho ông lợi hơn. Lợi hơn Tổng thống Trump một chút xíu. Vậy thì những cái dự trù của những đảng viên Cộng Hòa như tôi đó, trước đây á, là ông nghĩ rằng ông Joe Biden á, là sẽ bị dẹp bí xuống dưới đất. Không có. Buổi tranh luận đã xảy ra và cũng chúc mừng ông Joe Biden đã giữ được cái thế, ít nhất là cái thế. Hôm nay tôi cho rằng cái thế thượng phong rồi. Đó là sự nhận định của tôi. Tôi phân tách về cái tổng thể đằng trước, là tức là từ vấn đề mà thủ tục và những cái dư luận và những cái đánh giá tổng quát của các cơ quan truyền thông, rồi tôi đi vô nội dung, xong rồi cái nhận định riêng của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.